69. Phẩm các pháp bình đẳng. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, làm sao Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp hoàn toàn đạt thật tướng? Phật dạy: Này thiện hiện, như hóa Phật mà Như Lai ứng chánh đẳng giác hóa ra, chẳng hành tham, chẳng hành sân, chẳng hành si, chẳng hành sắc, cũng chẳng hành thọ tưởng hành thức, chẳng hành nhãn xứ, cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, chẳng hành sắc xứ, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng hành nhãn giới, cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chẳng hành sắc giới, cũng chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng hành nhãn thức giới, cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chẳng hành nhãn xúc, cũng chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hành các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Chẳng hành địa giới, cũng chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng hành nhân duyên, cũng chẳng hành đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Chẳng hành pháp từ các duyên sanh ra. Chẳng hành vô minh, cũng chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Chẳng hành bố thí ba la mật đa, cũng chẳng hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành bốn tịnh lự, cũng chẳng hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng hành bốn niệm trụ, cũng chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng hành pháp môn giải thoát không, cũng chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chẳng hành pháp không nội, cũng chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chẳng hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng hành thánh đế khổ, cũng chẳng hành thánh đế tập diệt đạo. Chẳng hành tám giải thoát, cũng chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chẳng hành tất cả pháp môn đà la ni, cũng chẳng hành tất cả pháp môn tam ma địa. Chẳng hành bậc cực hỷ, cũng chẳng hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Chẳng hành năm loại mắt, cũng chẳng hành sáu phép thần thông. Chẳng hành mười lực Phật, cũng chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng hành đại từ, cũng chẳng hành đại bi, đại hỷ, đại xả. Chẳng hành pháp không quên mất, cũng chẳng hành tánh luôn luôn xả. Chẳng hành trí nhất thiết, cũng chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chẳng hành 32 tướng đại sĩ, cũng chẳng hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Chẳng hành quả dự lưu, cũng chẳng hành quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác. Chẳng hành tất cả hạnh đại Bồ-Tát, cũng chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Chẳng hành pháp nội, cũng chẳng hành pháp ngoại, chẳng hành tùy miên, cũng chẳng hành triển, chẳng hành pháp thế gian, cũng chẳng hành pháp xuất thế gian, chẳng hành pháp hữu lậu, cũng chẳng hành pháp vô lậu, chẳng hành pháp hữu vi, cũng chẳng hành pháp vô vi, chẳng hành đạo, cũng chẳng hành đạo quả. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng giống như thế đối với tất cả pháp, hoàn toàn không có sở hành, như vậy là hoàn toàn đạt thật tướng các pháp, đó là đối với pháp tánh không phân biệt. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người mà Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa ra, hiện tu thánh đạo như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, người mà Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa đó nương vào và tu thánh đạo chẳng nhiễm chẳng tịnh, cũng chẳng luân hồi sanh tử trong năm đường. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thông đạt các pháp đều không có thật? Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Người mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa ra là thật có, rồi y vào sự thật có ấy có nhiễm có tịnh và có sự luân hồi trong năm đường chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch thiện thệ, không. Chẳng phải người mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa ra có chút sự thật,
chẳng phải nương vào việc ấy mà có nhiễm có tịnh, cũng không luân hồi sanh tử trong năm đường. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp hoàn toàn thông đạt thật tướng cũng giống như thế, thông đạt các pháp hoàn toàn không có thật sự. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, có phải tất cả sắc đều như hóa chăng? Tất cả thọ tưởng hành thức cũng như hóa chăng? Tất cả nhãn xứ đều như hóa chăng? Tất cả nhĩ tỷ, tiệt thân ý xứ cũng như hóa chăng? Tất cả sắc xứ đều như hóa chăng? Tất cả thanh hương vị xúc pháp xứ cũng đều như hóa chăng? Tất cả nhãn giới đều như hóa chăng? Tất cả nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng như hóa chăng? Tất cả sắc giới đều như hóa chăng? Tất cả thanh hương vị xúc pháp giới cũng như hóa chăng? Tất cả nhãn thức giới đều như hóa chăng? Tất cả nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng như hóa chăng? Tất cả nhãn xúc đều như hóa chăng? Tất cả nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng như hóa chăng? Tất cả các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều như hóa chăng? Tất cả các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng như hóa chăng? Tất cả địa giới đều như hóa chăng? Tất cả thủy hỏa phong không thức giới cũng như hóa chăng? Tất cả nhân duyên đều như hóa chăng? Tất cả đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng như hóa chăng? Tất cả pháp từ duyên sanh ra đều như hóa chăng? Tất cả vô minh đều như hóa chăng? Tất cả hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng như hóa chăng? Như thế cho đến tất cả pháp thế gian đều như hóa chăng? Tất cả pháp xuất thế gian cũng như hóa chăng? Tất cả pháp hữu lậu đều như hóa chăng? Tất cả pháp vô lậu cũng như hóa chăng? Tất cả pháp hữu vi đều như hóa chăng? Tất cả pháp vô vi cũng như hóa chăng? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tất cả pháp đều như hóa. Hết quyển thứ 383.